Hàng loạt trụ điện đường dây hạ thế 220 kV trên đường Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã bị một xe ben kéo gãy nghiêng vào sáng 20 tháng 9 năm 2022. Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, một xe ben đang chạy trên đường Bình Đông hướng từ cầu số 1 về cầu số 2 khi đến giao lộ đường Bình Đông với Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, do thùng xe ben vẫn còn đang dương cao, dẫn đến vướng vào bó cáp viễn thông phía trên, kéo gãy và làm nghiêng nhiều trụ điện của đường dây hạ thế, 220 kV tại khu vực. Chiếc xe ben bị nhấc bổng một phần xe lên cao. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến xử lý làm việc với tài xế. Chiếc xe ben sau đó được đưa ra khỏi hiện trường. Sự cố này đã gây ra kẹt xe nghiêm trọng một nhân viên điện lực chợ lớn đang khắc phục sự cố điện tại hiện trường cho biết có một trụ điện bị gãy ba trụ điện khác bị nghiêng theo ghi nhận trụ điện bị gãy đã được nhân viên điện lực cho thay thế trồng lại trụ điện mới